Sáng ngày 28 tháng 2, Công đoàn Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Trung học Cơ sở Lang Chánh đã tổ chức thành công đại hội lần thứ 8 nhiệm kỳ 2023-2028. Dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Nguyễn Thị Ánh Ngọc, huyện ủy viên, chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện, ban giám hiệu nhà trường cùng 29 đoàn viên công đoàn. Trong nhiệm kỳ qua, Công đoàn Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Trung học Cơ sở Lang Chánh đã phối hợp với nhà trường chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho đội ngũ đoàn viên trong đơn vị. Công đoàn trường chủ động đề xuất tham mưu chủ trương tiết kiệm các khoản chi, xây dựng quỹ phúc lợi để hàng năm vào dịp lễ Tết có quà cho đoàn viên. Từ nhiều năm nay, công đoàn duy trì hoạt động tặng quà cho con của cán bộ giáo viên nhân viên vào các dịp Tết thiếu nhi, Tết Trung thu với tổng số tiền trên 43 triệu đồng, quà Tết qua 20 tháng 11 cho đoàn viên với số tiền trên 22 triệu đồng. Công đoàn trường phối hợp với chuyên môn tổ chức cho đoàn viên đi trải nghiệm học tập ở nhiều địa danh trong nước để đoàn viên được tham gia học tập, mở rộng tầm nhìn và hiểu biết xã hội, chú trọng xây dựng môi trường sư phạm lành mạnh, văn hóa, điều kiện làm việc ngày càng được cải thiện. Các hoạt động thăm hỏi, động viên và hỗ trợ đoàn viên, người lao động được triển khai kịp thời, tổ chức tặng quà hỗ trợ đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn với số tiền là 2,4 triệu đồng, thăm hỏi động viên đoàn viên khó khăn do ốm đau với tổng số tiền gần 16 triệu đồng, duy trì hoạt động thăm hỏi động viên nhân viên, người lao động khi gia đình có việc hiếu hỉ, thưởng cho các danh hiệu tổ công đoàn, đoàn viên công đoàn xuất sắc, đoàn viên sản xuất giỏi, đoàn viên có học sinh giỏi cấp tỉnh, đạt sáng kiến kinh nghiệm cấp tỉnh. Từ năm 2020 đến nay, đại dịch COVID-19 bùng phát và diễn biến phức tạp, Công đoàn trường đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, ban giám hiệu nhà trường, làm tốt công tác tuyên truyền đến đoàn viên và học sinh các biện pháp phòng chống dịch, giúp hạn chế tối đa số lượng đoàn viên bị ảnh hưởng do COVID-19. Công đoàn nhà trường luôn tích cực hỗ trợ các hoạt động phòng chống dịch COVID-19 khi nhà trường được chọn 2 lần là nơi cách ly. Công đoàn đã phát động sâu rộng đến đoàn viên phong trào thi đua của toàn ngành như chương trình 75.000 sáng kiến vượt khó phát triển, phong trào thi đua cán bộ giáo viên, người lao động chung sức hiện thực hóa khát vọng xây dựng quê hương Thanh Hóa văn minh thịnh vượng, gắn với chương trình 1 triệu sáng kiến, nỗ lực vượt khó sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19. Kết quả 100% đoàn viên đều nhiệt tình hưởng ứng. Với kết quả đó, trong nhiệm kỳ nhà trường được tặng 3 cờ thi đua, 3 bằng khen của Ủy ban Nhân dân tỉnh, có thành tích xuất sắc trong các năm học. Có 2 đồng chí được nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục, 5 đồng chí được Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng bằng khen, 15 đồng chí đạt chiến sĩ thi đua cơ sở, 29 đồng chí đạt danh hiệu lao động tiên tiến, 4 đồng chí đạt danh hiệu giáo viên giỏi cấp tỉnh. Công đoàn nhà trường được Công đoàn Việt Nam tặng bằng khen, Liên đoàn Lao động tỉnh tặng cờ thi đua và bằng khen. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Ánh Ngọc, huyện ủy viên, chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện đã đánh giá cao kết quả mà Công đoàn Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Trung học Cơ sở Lang Chánh đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí mong muốn nhiệm kỳ 2023-2028, Công đoàn Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Trung học Cơ sở Lang Chánh tiếp tục phát huy những thành tích đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế, tiếp tục phối hợp với chuyên môn, thực hiện tốt các chế độ chính sách có liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động, đồng thời tiếp tục quan tâm chăm lo đời sống vật chất tinh thần, thăm hỏi động viên kịp thời công đoàn viên ốm đau, gặp khó khăn trong cuộc sống, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định trong cơ quan, tạo động lực để cán bộ đoàn viên công đoàn nhà trường thêm yêu trường, yêu nghề, nỗ lực phấn đấu vì sự nghiệp chồng người của quê hương. Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, khách quan, đại hội đã sáng suốt bầu ra ban chấp hành công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 3 đồng chí là các cán bộ công đoàn viên tiêu biểu có đủ phẩm chất, năng lực, lòng nhiệt tình, uy tín để thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đã đề ra.